Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Trong video này thì Chun sẽ chia sẻ cho anh chị một trong những tính năng vô cùng tuyệt vời của Google. Đúng không ạ? Và như bình thường ấy, anh chị em biết không, vừa rồi Chun cũng có một người chị hỏi rằng là làm thế nào để chuyển một cái hình ảnh có chữ text như thế này chuyển sang văn bản như thế này. Đấy và lại 100% chính xác anh chị ạ. Cái quan trọng nhất là chuyển nhưng 100% chính xác. Thì vừa rồi ở trên kênh YouTube Chun có chia sẻ là cái cách chuyển uh, text ở trên cái hình ảnh đấy chuyển hình ảnh thành tích thế nhưng mà rất là chật vật đi tìm công cụ thế nhưng mà hôm nay thì chun đã khai phá ra được một cái tính năng một cái tiện ích vô cùng bá đạo của google mà nó lại hoàn toàn miễn phí nên anh chị không phải mất tiền đi tìm kiếm nữa nó rất là nhanh gọn nhẹ đứa con lít nó cũng có thể làm được nên anh chị hãy theo dõi hết video này để chúng ta cùng uh, thực hành nhá nó rất là nhanh chóng thôi đầu tiên nhá bước một anh chị hãy chụp điện thoại Nha, không cần phải scan đâu À, nhiều anh chị dùng là scanner để mà chúng ta scan cái 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 sách đấy nhưng thật ra anh chị không cần anh chị cứ chụp lấy điện thoại chụp cho em một cái hình giống như bên trái em để đây này nên như thế này nha độ khó của nó là có cả trong khung cái thứ này nhưng mà nó đọc được hết thì ở bên này em đã test thử rồi đấy là bên này này anh chị nhìn này nó nó dịch rất là chuẩn chính xác luôn đấy rất chuẩn chính xác và thậm chí nó đúng nó nó gọi là chuyển thể được cả chữ gọi là chữ tàu này Đấy, anh chị nhìn chưa? Thế này rất là bá đạo nha này là à, bây giờ chúng ta sẽ vào thực hành nha. Đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị cho em chun một cái tấm hình này đã nha, là phải chữ viết à, có có các cái, cái, cái ảnh như thế này. Sau đó thì bây giờ anh chị mở cái trang Word ra, lúc đầu thì nó sẽ trắng trơn như này đúng không? Đấy, chúng ta mở cái Word ra để tí chúng ta copy vào. Đấy, thì bây giờ anh chị này mở cái file ảnh Đấy, đầu tiên là mở cái file ảnh này ra nhá Đấy, đây là cái file ảnh mà em chụp scan đây này, này. Đấy nó chính là cái file ảnh vừa lấy đấy Đây này nó chính là cái file ảnh này đấy, Thì bây giờ chúng ta kích chuột phải và cho em chôn Kích chuột phải này Mở là open with nhá. Mở open with này Sau đó chọn vào google chrome nhá. Mở bằng google chrome cho em Nếu như anh chị nào không thấy cái biểu tượng google chrome ở đây Thì anh chị chọn vào là uh, Under, under app này, này. Đấy. Sau đó anh chị thấy nó mà không có ở trong này Thì anh chị nhớ là chọn xuống cái mục là More vào app nếu nó có rồi thì là mở luôn còn chưa có thì mình làm như chị em chun nhá Nếu như ở đây mà cũng chưa có lốt đấy thì chúng ta sẽ chọn là look for under uh, another app on zip PC đấy, chúng ta kích vào đây và chúng ta chọn đúng đến cái bộ phận là cái chương trình cài đặt của Google Chrome đây là Google này anh chị nhìn này đấy, Google đây nhá xong ở trong này nó có cái chôm thì anh chị chọn vào application đấy, và chọn vào chôm Đấy, chọn vào chôm nhá thì nó sẽ chèn đấy thì nó sẽ chèn cái ứng dụng chôm tức là nó sẽ mở cái file của chúng ta đấy, bằng trình duyệt chôm nhớ là phải mở bằng trình duyệt google chôm nhá chứ còn cốc cốc các thứ là chun chưa thử nhưng không biết là có được không nhưng mà anh chị phải dùng ở google chôm nó mới có tính năng này nhá tiếp theo này bước tiếp theo mở ra được rồi anh chị kích chuột phải vào kích chuột phải vào cái màn hình này và chọn cái mục là tìm hình ảnh bằng google nhá tìm hình ảnh bằng Google thì nó sẽ ra một cái trình duyệt bên phải của chúng ta Đây, để em chun kéo cái này nó rộng ra để cho anh chị dễ nhìn nhá Đấy, được chưa lúc này nhá nó có nó đã scan cái cái hình ở đây này anh chị nhìn có có bốn cái góc này chưa đấy. thì nó đã đã quét hết tất cả những cái nội dung ở trên cái trang này rồi đấy thì lúc này chúng ta nha chọn vào mục văn bản chọn sang mục văn bản ở bên dưới này này đấy. sau đó nha anh chị chọn vào cái mục là chọn toàn bộ văn bản Đấy, được chưa chọn toàn bộ văn bản Đấy, được chưa hay chưa rồi nhá bắt đầu là chúng ta sẽ à, kéo kéo cái này nó lại này Đấy, để em kéo cái này xuống được chưa rồi chúng ta ấn sổ cái 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 này xuống này phần dưới phần giao sao chép chúng ta ấn sổ xuống thì ở đây ấy, là nó có một số những tính năng như sau một là anh chị dịch cái này sang ngôn ngữ khác hai là sao chép văn bản đầu tiên chun sẽ làm từng phần một nhá đầu tiên là sao chép văn bản cái này copy ấn vào cái copy này mở cái word của anh chị ra nhá anh chị paste một cái đấy nó copy 100 phần trăm luôn được chưa copy 100 phần trăm luôn cho anh chị chính xác và cực kỳ nhanh quá bá đạo quá kinh khủng đúng không ạ anh chị thấy hay không phê không ạ Đấy, nếu mà thấy hay thì ấn uh, like follow và chia sẻ video này cho anh em nhá, cho những người bạn và đồng đội cũng như là 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 uh, những người đồng nghiệp của mình để họ biết cái tính năng này nha anh chị nhá. Không có nhiều khi đi scan rồi là mất tiền đánh từng chữ từng chữ một đúng không? Đi ngồi đánh hết cả cái trang này mất 15 phút. Thế nhưng mà đây chúng ta chỉ làm đúng trong một phút là ok. Thế bây giờ chúng ta nghe thử xem nó có đọc chính xác không nhá. Đây, anh chị nghe thử này. NGO van can đừng ngạc nhiên với sự ra đời của truyền thông xã hội tâm trí chúng ta dường như đã tiến hóa để thích nghi với luồng thông tin ngày càng dày đặc đấy anh chị nghe xem nó đọc có chính xác không nha chun sẽ để cho anh chị theo dõi luôn à. đây chính là lý do giúp video ngắn xoán ngôi các định dạng content khác trên mọi nền tảng trước khi trở thành thể loại nội dung phổ biến và có sức lan tỏa mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại hãy cùng nhìn lại một số mốc đáng nhớ về cách mà video ngắn ra đời 2013 Instagram Instagram cho phép người dùng đăng tải video dưới 15s. 2016 Tuần chính xác cho anh chị. Douyin. Douyin ứng dụng sáng tạo và chia sẻ video ngắn ra mắt luôn. tại Trung Quốc. <laughs> 2018 TikTok. TikTok được phát triển từ Douyin, được ra mắt toàn cầu. Đấy. Đọc chính xác Tuy không? đã anh. xuất hiện từ lâu, nhưng thời kỳ bùng nổ của video ngăn chi thật sự bắt đầu khi TikTok ban đầu là Douyin, một ứng dụng cho phép người dùng sáng tạo và chia sẻ. Ok nha anh chị nha, đọc đến đấy là anh chị thấy là nó quá là kinh khủng rồi đúng không? Quá chính xác rồi. Bây giờ chúng ta thử ứng dụng dịch nha. Chúng ta dịch này. Đấy, nó chuyển sang trang dịch. Anh chị nhìn thấy chưa? Đấy, nó cho phép chúng ta chuyển sang Google dịch luôn và lúc này anh chị chuyển sang tiếng Anh này. Đấy, ngay lập tức cái cái ngôn ngữ tiếng việt này nó được chuyển sang hệ tiếng anh luôn anh chị thấy quá ba đạo không khiếp quá khiếp luôn rồi chúng ta ấn sang tìm kiếm này nó có cả tính năng tìm kiếm nữa đấy ngô văn cần tìm kiếm đúng không ạ thì đấy là nội dung tìm kiếm nha anh chị nha nhưng thường thì chúng ta sẽ sử dụng tính năng sao chép văn bản là chủ yếu thôi thì à, đấy là Chun đã chia sẻ cái tính năng này rất là tuyệt vời rất là nhanh rồi đúng không rất bá đạo rồi thì bây giờ à, anh chị hãy áp dụng à, cho công việc của mình thật tốt nha nếu mà thấy hay thì giúp Chun chia sẻ và follow kênh cũng như là, là theo dõi à, cái, cái 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 cổng mô tả à, bên dưới mô tả video của em Chun ấy là nó có một cái cổng support nếu có vấn đề gì ấy, hay zalo mi sổ chéo gatiki nếu có vấn đề gì anh chị cứ nhắn về cái cổng sắp này cho em chun nhá nhắn về đây được không ạ thì em chun sẽ uh, sắp bọt cho anh chị nhá hướng dẫn chia sẻ cũng như là giải đáp cho anh chị những cái câu hỏi liên quan đến kinh doanh bán hàng online và công nghệ nhá chun thì thích chia sẻ về cái mạng này nên anh chị có vấn đề gì thì cứ chia sẻ ở đây và trên học viện gatiki bây giờ đang có rất nhiều những cái khóa học uh, mà chun chia sẻ đấy anh chị ạ có rất nhiều những cái khóa học chun chia sẻ miễn phí ở trên cái website này thì anh chị có thể vào đây để học nhá vào đây để học rất nhiều những cái khóa học về video rồi là à, tiện ích đấy, đấy rồi là cũng có thể xem video trên kênh youtube luôn ở đây đấy hôm nọ là chun có à, là có một người chị hỏi và chun làm cái video này, này chuyển pdf ảnh à, sang word này đấy, nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể chơi bằng google được rồi nhá tìm bằng uh, google uh, uh, chuyển uh, ảnh sang tách uh, từ ảnh sang tách văn bản word đấy là quá chính xác như thế này rồi thì anh chị cứ yên tâm anh chị làm nhé uh, Chúc mừng anh chị đã biết được một cái tuyệt chiêu như vậy Xin chào và hẹn gặp lại